Xin chào quý vị và các bạn. Đã đến với màn ăn nhỏ, để cùng chúng tôi hướng về trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Ấn Độ. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 29 tháng 10 năm 2023. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng loại Olympic Paris 2024. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ tại lượt trận thứ hai vòng loại Olympic Paris 2024 sẽ được chúng tôi phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Dương Hồng Quân Tori. Cả đội tuyển nữ Ấn Độ lẫn đội tuyển nữ Việt Nam đều thất bại trong lượt trận ra quân vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Trong khi Ấn Độ thua tâm phục khẩu phục 0-7 trước Nhật Bản, thì đội tuyển nữ Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi thua 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan. Toàn đội đã lấy lại tinh thần sau trận thua đáng tiếc 0-1 trước chủ nhà Uzbekistan ở lượt trận ra quân để có thể tập trung chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới nhận định về đội tuyển nữ Ấn Độ, đội trưởng Huỳnh Như cho biết: Trong quá khứ, chúng tôi đã có cơ hội đội sức với đội tuyển nữ Ấn Độ, nhưng sau trận đấu với đội tuyển Nhật Bản vừa qua, bản thân tôi thấy họ đã thay đổi khá nhiều. Tôi nghĩ ban huấn luyện sẽ có những kế sách để đối đầu với Ấn Độ. Bản thân tôi tin rằng trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ có kết quả tốt. Thất bại trước chủ nhà Uzbekistan khiến đội tuyển nữ Việt Nam rất có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng. Chứ đừng nói đến câu chuyện trở thành đội nhì có thành tích tốt nhất để giành quyền đi tiếp. Dẫu vậy Huỳnh Như cùng các đồng đội cũng quyết tâm để giành một chiến thắng đậm trước Ấn Độ. Như món quà dành tặng cho huấn luyện viên Mai Đức Chung, người đang trải qua những trận đấu cuối cùng trên cương vị danh sách đội tuyển nữ Việt Nam trước khi nghỉ hưu. Thực tế khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch châu Á là Nhật Bản cùng với chủ nhà Uzbekistan và Ấn Độ là những đội bóng đã có tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây. Cá nhân tôi nghĩ đây không phải là một bảng đấu dễ dàng, mặc dù cơ hội đi tiếp là không cao nhưng được chơi tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 là cơ hội lớn của các cầu thủ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả khả quan trong hai trận đấu kế tiếp. Thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh. Cần nói thêm, Quỳnh Như mới chỉ trở lại tập luyện cùng các đồng đội một ngày trước khi giải đấu dính ra. Dù vậy, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng hòa nhập lại với các đồng đội. Với những phân tích như trên, chúng tôi dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 4-0 nghiêng về đội tuyển nữ Việt Nam. Tại vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, khu vực châu Á có 12 đội tham dự, được chia thành 3 bảng để thi đấu. Các đội ở mỗi bảng thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Ba đội nhất 3 bảng cùng một đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo để tranh hai suất của châu Á dự Olympic Paris 2024. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về kết quả của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.